Đây là Horikita, một nữ sinh khá là lạnh lùng. Còn bạn nữ này tên là Kushida, biệt danh là Kushida, sống hai mặt, một bên là thiên thần, mặt còn lại là phê cần. Còn anh giai này là Ayanokoji, bậc thầy giấu nghề, chiến thần thư pháp và piano. Không dài dòng nữa, ghét go đến khoảnh khắc nào. Sau giờ học, Horikita đến gặp Kushida vì có chuyện muốn nói với cô. Horikita thách đấu với Kushida trong bài kiểm tra sắp tới, xem ai đạt điểm cao hơn. Nếu Horikita thắng, thì từ nay Kushida phải dừng việc bắt nạt và kiếm chuyện với cô. Ngược lại, nếu Horikita thua, thì cô buộc phải thôi học và không được phép bước vào ngôi trường này nữa. Cuộc so tài này sẽ do hội trưởng hội học sinh làm chứng. Tuy nhiên, Kushida không chấp nhận cuộc so tài này. Nếu muốn cô chấp nhận thì khi Horikita thua, không chỉ mỗi cô, mà Ayanokoji cũng phải rời khỏi ngôi trường này. Thấy thế, Horikita liền không chấp nhận, vì Ayanokoji đâu liên quan gì đến câu chuyện này mà kéo anh vào. Ayanokoji tự tin đáp lại rằng, như vậy cũng được, tôi cá Horikita sẽ thắng. Tuy nhiên, để anh chấp nhận tham gia, thì Kushida phải kể cho anh nghe về quá khứ của cô, nếu không miễn đi nhé. Sau một lúc suy nghĩ, Kushida đã chấp nhận điều kiện này, và cô bắt đầu kể về quá khứ của mình. Hồi lúc còn học tiểu học, mỗi khi đạt được thành tích nhỏ, cô đều được mọi người khen ngợi, tân bốc lên. Nào là đạt điểm cao nhất trong kỳ thi, hoặc hạng nhất trong cuộc thi chạy đua. Lúc đó mọi người đều chú ý và ngưỡng mộ cô bằng cách tung hô như em giỏi lắm, bạn ngầu lắm luôn á, tớ muốn được như cậu. Điều đó khiến Kushida hạnh phúc vô cùng và ngày càng muốn có nhiều lời khen, nhiều người chú ý hơn nữa. Tuy nhiên thời gian trôi qua, không còn ai chú ý, không còn ai khen, ca ngợi cô, vì việc cô học giỏi hay chơi thể thao tốt đã không còn là điều ngạc nhiên đối với mọi người nữa. Thêm vào đó, núi cao thì sẽ có núi cao hơn, sẽ có người tài giỏi hơn cô xuất hiện và thu hút mọi sự chú ý. Cô cũng đã nhận ra giới hạn của mình và bắt đầu tìm cách thay đổi bản thân để lấy lại ánh hào quang ấy. Cô bắt đầu làm những việc mà không ai làm, đó là luôn luôn chấp nhận lời yêu cầu giúp đỡ của người khác. Nào là kèm bạn học, tâm sự khi bạn có chuyện buồn, động viên họ vươn lên. Cô sẽ trở thành mẫu người tốt bụng, dịu dàng hơn bất kỳ ai, để cô trở thành trung tâm số 1 trong lòng mọi người. Sau một thời gian, vì quá dễ dãi nên cô trở thành công cụ sai vặt số 1 của mọi người lúc nào không hay. Hết mọi người gặp vấn đề gì là luôn tìm đến Kushida. Kushida lúc này đã đi đến giới hạn của mình, bên trong là những cơn giận, cơn thịnh nộ mà cô đã kìm nén từ rất lâu. Không lâu sau, cô bắt đầu hành hạ bản thân mình, xem bản thân là nơi giải tỏa cho nỗi ấm ức, thù hằn trong người cô. Ngày qua ngày, cơ thể cô cũng không thể chịu nổi được nữa rồi. Nhưng phải giữ hình tượng, nên cô không thể dừng lại được. Rất may, cô đã tìm được một nơi khác để giải tỏa mọi căng thẳng giấu kín trong cô, đó chính là blog trên Internet. Tại đây, cô viết ra sự ấm ức, cảm xúc thật sự của bản thân với mọi việc đang diễn ra xung quanh cô. Nhờ đó mà lòng cô đã nhẹ nhõm đi biết chừng nào. Cảm giác vui sướng ấy chưa diễn ra được bao lâu thì bạn cô đã tình cờ đã phát hiện ra các blog mà cô đã viết. Bạn cô đã biết thì tất nhiên cả lớp đều sẽ biết. Lúc này, tất cả mọi người đều quay mặt và bắt đầu chỉ trích, chửi rủa cô. Trước đó, Kushida đã giúp mọi người biết bao nhiêu là việc, xử lý biết bao nhiêu chuyện. Kể cả đứa con trai từng rất thích cô nhưng không một ai vì công ơn đó tha thứ cho cô. Kushida tuyệt vọng và bất lực, mọi thứ cứ như biến thành kẻ thù chống lại cô. Chỉ biết ước rằng mọi người hãy chết hết đi. Khi sinh ra, mọi người ai cũng muốn làm người lương thiện cả, nhưng hoàn cảnh của họ lại không cho phép. Tương tự với trường hợp của Kushida, cô liền đứng dậy, trút hết nỗi ấm ức, thất vọng của mình bằng cách nói ra tất cả bí mật, sự thật đen tối của từng người trong lớp. Có bạn thì bắt cá hai tay, nhỏ này nói xấu nhỏ kia, học sinh này có dính dáng đến việc giáo viên sàm sỡ, có bạn thì đã có thai được vài tháng, có đứa thì mua điểm để đạt được thứ hạng cao. Sau đó, những lưỡi dao từ lời nói của Kushida đã bắt đầu phát huy tác dụng, các bạn trong lớp bắt đầu quay sang chửi và công kích lẫn nhau, không còn ai để ý đến Kushida nữa. Và rồi, một thảm họa kinh hoàng đã đến, không còn ai trong lớp này nữa, chỉ còn mỗi Kushida. Sau khi Kushida kể về quá khứ của mình, cô ấy cảm thấy cực kỳ vui sướng và muốn câu chuyện này sẽ xảy ra, lặp lại trong chính lớp học hiện tại của cô. Đúng là hạnh phúc của một con quái vật. Và thế là hết khoảnh khắc anime của ngày hôm nay rồi nhé. Nếu thấy hay mọi người nhớ đăng ký và nhấn chuông thông báo để xem nhiều video hấp dẫn hơn nữa nha. Giờ thì tạm biệt, bye bye.